Nếu anh có yêu nói đi là gì? Chị Mập xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Mập mới nhận được một bưu phẩm, đó là của bạn Thanh Thảo, Missy Thanh Thảo. Thì cái này là chị Mập mua slam nha. Đó. Tuy nhiên thì chị Mập đã khui ra rồi. Chị Mập đã khui ra trước rồi. Và bây giờ chị Mập sẽ review ở trong đây nó sẽ có bao nhiêu hộp. Thì chị Mập mua của bạn là 10 hộp nhé. Chị Mập mua của bạn là 10 hộp. Đây chị Mập sẽ gỡ ra. Có một hộp này á, nó bị xì ra. Chị Mập thấy là cái nắp này nó cũng không có được chắc chắn lắm đâu. Bạn Thanh Thảo lần sau á, bạn nhớ lấy băng keo bạn dán nó lại một chút xíu thì nó sẽ không bị đổ. Không biết là các bạn khác có bị đổ không, nhưng mà chị Mập mua về thì thấy có bị đổ như thế này này. Đó. Rồi, bây giờ chị Mập sẽ đưa ra đây để review cho các bạn xem tất cả các mẫu này ha. Thì những cái slam này chị Mập review xong á là chị Mập sẽ tặng cho các bạn khi mà mua hàng ha. Đầu tiên là chị Mập sẽ có cái hộp này. Hộp này nó là chị Mập mua cái này, bạn bán có giá là 12.000 một hộp nhé. Bạn bán 12.000 một hộp. Đây là slam bơ. Rất là mềm. Rất là mềm luôn. Thì để nói về đến chơi cái slam này thì chị Mập rất là tồ. Rất là tồ khi mà chơi cái này. Chị Mập chỉ có thể gọi là bán dạng là chị Mập bán nguyên liệu thôi. Chứ để chơi cái này thì chị Mập tồ lắm. Chị Mập không biết chơi. Cho nên là nếu mà chị Mập chơi thì lại càng tạo ức chế cho các bạn thêm ấy. Nên là chị Mập sẽ xoáy xoáy bông hoa như thế này thôi. Rồi em này á, à đâu phải whisky của mình đâu mà giới thiệu như em này. Thì tất cả những cái này là chị Mập mua có giá là 12.000 một hộp. Thì khi mà chị Mập quay cho các bạn xem á, sau đó là khi mà các bạn mua hàng thì chị Mập sẽ tặng lại cho các bạn nhé. Tại vì là slam ấy thì nhím nhà chị Mập không có chơi mấy, mà để thì nó rất là uổng. Mỗi một hộp là bạn đều kèm thêm một cái slam như thế này này, rất là xinh. À, bạn có tặng cho chị Mập là kẹo nữa. Kẹo rồi một cái hết xít như thế này. Và kèm theo là đây là cái chai borax. Để chúng ta khi mà nó lỏng hay là nó khi mà nó lỏng quá thì chúng ta sẽ cho borax vào để cho nó không có bị dính tay của chúng ta. Rồi, cái mụ này là của bà nào đây? À, chắc là của mụ này. Mụ này hồi nãy có bị đổ ra. Đây, đó. Đây là cái chất basic. Khi mà chúng ta lấy ra cái hộp nó dễ thương chưa? Xung quanh của nó ấy, nó có những cái hoa văn của cái này này, lấy ra nhìn rất là xinh. Thì em này các bạn nhìn này, nó rất là bóng, nó siêu bóng luôn, nó siêu bóng. Và chị Mập đang quay ở dưới cái nền đất ấy. $12.000 một hộp như thế này thì giá nó rất là rẻ, nó siêu bóng bẩy. Đó. Rồi chúng ta sẽ qua hũ khác ha. Hũ khác thì đây là một basic sữa. Nó cũng giống như cái bạn đào kia thôi, nó cũng giống y chang như vậy. Đó, nó cũng giống y chang như vậy luôn. Chị Mập cũng rất là chị Mập nè, nếu mà trong tất cả các slam ấy thì chị Mập thích nhất nó là slam basic, tại vì là cái tiếng nổ của nó rất là giòn. Đó, tiếng nổ của nó rất là giòn luôn. Tất cả đều các bạn đó đều kèm một cái charm rất là xinh. Đây là cái shop của bạn đó là Instagram, YouTube của bạn đó là Facebook của bạn đó này nha. Bạn nào muốn mua slam thì ủng hộ cho bạn. Bạn làm rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì chị Mập sẽ qua slam bay thì là có hai hộp như thế này. Hai hộp slam bay như thế này thì chị Mập sẽ review một hộp thôi. Wow, kèm một cái charm dâu xinh chưa? Một cái charm kẹo dâu xinh ơi xinh luôn này. Xinh nhờ? Đấy, đây nữa. Đây thì bạn kèm một cái sao trời galaxy. Bạn biết xinh chưa? Có những cái dâu biết rất xinh. Cái này bạn làm bằng tuyết. Hình như là chắc là bạn làm bằng tuyết tuyết mịn hay sao ấy. Rất là bông tơi luôn. Rất là bông tơi. Chúng ta sẽ khi mà nếu như mà nó nhão quá hay là nó bị chảy ấy, thì chúng ta sẽ cho thêm borax vào. Chúng ta sẽ mít nó lại một chút xíu. Nhưng mà cái này là vừa vặn rồi. Rất là bông tơi luôn.
không quay ở dưới phần dưới này được để chúng ta nhìn thấy cái sự bông tơ của nó. Rồi bây giờ qua mẫu khác ha. Chúng ta sẽ qua cái này đi. Hình như là cái này cũng là basic luôn nhưng mà nó màu xanh. Nó có kèm theo một cái charm là củ cà rốt, xinh chưa? Em này đó cũng y chang như em kia luôn. Thôi, chúng ta qua em khác đi nhỉ. Em này cũng basic luôn mà. À không, em này là mix vào là những cái hạt xốp. Chị Mập cũng rất thích chơi những cái đang cứ nhầm cái bixi, những cái slam mà có kèm những cái hạt xốp như vậy này, khi mà chúng ta bóp ấy nó mát xa tay của chúng ta rất là đã tay luôn. Bạn kèm những hạt xốp li ti ti hin và to to hơn một chút xíu đó, cái này thì khi chúng ta bóp là nó sẽ có cái cảm giác như là nhột nhột cái tay của chúng ta, mát xa tay của chúng ta. Nhưng mà cái basic này thì cái bong bóng nó nổ rất là đã, chứ mà rất là thích những cái loại này. Bạn làm slam rất là ổn nhé, tại vì là khi ship đến chị Mập á thì hình như là cũng 2-3 ngày ship đến chị Mập, nhưng mà hầu như là chị Mập từ nãy giờ không cần phải sử dụng đến cái borat, tại vì là nó quá hoàn hảo rồi, có nghĩa là nó đã đều rồi. Có nhiều cái thì chị Mập khi chị Mập mua về ấy, thì nó bị chảy ra, cho nên là chị Mập sẽ phải dùng đến cái borat. Còn cái này thì không, chắc là bạn đã căn được cái gọi như là cái lộ trình từ nhà bạn đến nhà chị Mập nó khoảng chừng 30 ngày thì bạn đã căn được cái borat đó. Đây, và chị Mập sẽ review một cái này. Yêu ơi xinh chưa này các bạn này. Ở trên là những cái neo mà là quả trứng á, xinh chưa. Và ở dưới này nè, có một cái miếng trứng kiểu dạng giống như là bạn làm, bạn mít theo kiểu như là trứng chiên ấy. Giống kiểu trứng chiên ấy. Ở trên này nó dính ở trên cái nắp ấy. Thì cái jam này ấy, thì như kiểu là chắc là bạn mới làm cho nên là nó hơi còn cứng, chúng ta sẽ chưa chơi được. Thì hoàn toàn là những cái slam trong như thế này ấy thì là chúng ta sẽ phải để một tuần hoặc là mấy ngày đó chúng ta mới chơi được. Thì cái này là dạng như là bạn mới làm. Hôm bữa bạn cũng nói chị Mập là em mới làm cho nên nó hơi còn cứng, có thể là mới làm cho nên là chúng ta sẽ chưa chơi được nhé. Cái này thì chúng ta có thể phơi nắng, nếu mà chúng ta muốn chơi ngay thì chúng ta ổn. Nếu mà chúng ta muốn chơi ngay cái này ấy, thì chúng ta hình như là chúng ta sẽ phơi nắng 1-2 ngày nó sẽ mềm ra nhanh hơn thì chúng ta sẽ chơi, còn không thì chúng ta sẽ cứ để tự nhiên như thế. Và đây là một cái em ôi bạn làm đẹp thiệt luôn ấy, y như là thanh long đỏ ấy. Và ở trong đây là bạn mít một cái charm thanh long đỏ luôn nè, rất là xinh. Nhưng mà chị Mập hứng thú nhất là khi mà tháo nó ra như thế này này, nó có những cái viền hoa này, xinh chưa, y như là một cục rau câu ấy các bạn ơi. Thì cái này cũng vậy, bạn làm chắc cũng mới làm cho nên là nó cũng chưa có được dẻo lắm. Có nghĩa là nó sẽ đang rất còn cứng. Hoàn toàn là những slam trong này khi mà chúng ta làm chúng ta sẽ không chơi được ngay đâu, chứ không phải là do bạn làm ấy. Mà hình như là chị Mập nói cũng hơi vớ vẩn ấy nhở. Tại vì là những bạn nào đã chơi slam thì tất nhiên sẽ biết là slam trong là sẽ phải như thế nào rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái slam trong cuối cùng, đó là bạn mít, bạn làm thành một kiểu chăn muối, xinh ơi xinh luôn nè. Đó, wow, rất là dễ thương. Cái màu của nó thì giống như kiểu là mật ong luôn á, đã chưa. Nhưng mà nó hơi cứng nhá, cái này là đưa ra ngoài nắng thì nó sẽ mềm lại, đưa ra ngoài nắng thì nó sẽ dẻo cho chúng ta chơi. Rồi, video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Ai mà những bạn nào mà là dạng như là gọi là cái gì nhỉ, ghiền slam mà xem chị Mập review như thế này thì rất là ức chế luôn, nhưng mà thông cảm tại vì chị Mập không rành về slam này, chị Mập chỉ rành về Gucci thôi, còn slam này chị Mập chỉ bán nguyên liệu thôi nhá. Thì đây là có 10 hộp, thì khi bạn nào mua thì chị Mập sẽ tặng cho bạn nó mỗi bạn một hộp thôi, tại vì là cái này cũng không phải là số lượng nhiều, sẽ kèm theo cả charm luôn, không phải là số lượng nhiều, chị Mập chỉ mua của bạn có 10 hộp thôi. Thì dạng như là chị Mập mua ủng hộ cho bạn ấy, tại vì bạn mua nguyên liệu và mua Gucci bên chị Mập cho nên là chị Mập mua ủng hộ cho bạn đó. Đây các bạn nhìn nha, muốn ủng hộ cho bạn Thanh Thảo thì hãy xem cái trang Facebook và cái trang Instagram này của bạn nhé. À lầm, nhầm, trong YouTube sao nãy giờ chị Mập cứ Instagram hoài à. Đó, ủng hộ cho bạn nha. Rồi những cái này thì chị Mập sẽ tặng cho bạn nào mua mỗi người một hộp ha. Tặng hết thì thôi, tại vì nó có 10 hộp thì trong chỉ trong một ngày này chị Mập sẽ tặng hết rồi. Bye bye, tạm biệt các bạn nha.